Bạn mới tìm hiểu về In-Body Resin và vô tình thấy được rất là nhiều những cái hình ảnh về sản phẩm In-Body Resin trên mạng. Chúng nét căng, mịn màng, tinh tế, tinh khôi, tinh gọn và tinh chọn. Bạn muốn sử dụng những chiếc máy In-Body tương tự để tạo ra những sản phẩm độc đáo và những mô hình thú vị của riêng mình. Thế nhưng bạn lại cảm thấy chúng quá nhớp nháp và có quá nhiều thứ phải học trong khi có quá ít thời gian. Và trên hết là bạn không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng đừng lo lắng, với một vài công cụ phù hợp và kiến thức cơ bản về In-Body, thứ mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thông qua video này, thì chắc chắn rằng bạn sẽ có thể thoát khỏi những tháng ngày trầm cảm và tạo ra những mô hình độc đáo cùng những phát minh amazing. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tennis AM, mình là Vinh. Và đây sẽ là một video rất dài và buồn ngủ, cho nên hãy chuẩn bị một tô mì tôm và một chai xì tình. Còn bây giờ, không để các bạn đợi lâu, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Trong In-Body, thuật ngữ layer được sử dụng để chỉ các lớp mỏng được hình thành lần lượt và xếp chồng lên nhau tạo thành vật thể ba chiều. Chúng được xác định dựa trên quá trình xử lý file 3D bằng các phần mềm cắt lớp gọi là slicer. Theo đúng nghĩa đen thì mô hình 3D của bạn sẽ được các phần mềm cắt lớp cắt thành nhiều lát mỏng có độ dày đồng nhất gọi là chiều cao lớp. Tương tự như cái lá thịt bò trong mấy quán bún bò ở cạnh trường Bách Khoa vậy. Trong In-Body Resin thì chiều cao lớp thông dụng là 0.05mm hay là 50 micron. Có một số máy In-Body có thể đạt được tới cái chiều cao lớp là 0.01mm. Chiều cao lớp càng nhỏ thì sẽ cho ra bề mặt In-Body càng mịn màng, nhưng cũng sẽ tăng thời gian in đáng kể bởi vì máy in của bạn sẽ phải in nhiều lớp hơn. In-Body Resin là cái tên mà giới giang hồ thường dùng để gọi chung cho cái nhóm công nghệ mang tên là VAT, Photopolymerization. Sử dụng nguyên vật liệu đầu vào là resin dạng lỏng có tính chất nhạy sáng. Resin sẽ hóa cứng nếu được cung cấp một nguồn năng lượng như là laser hoặc là tia UV. Trong nhóm này thông dụng thì có SLA, DLP và LCD. Các máy In-Body SLA sử dụng tia laser chiếu theo những cái cung đường xác định, ví dụ như Formlab. Stereo lithography có nhiều ưu điểm như là khả năng tạo ra những biên dạng vô cùng mượt mà và dựa trên chuyển động của tia laser, độ ổn định cao và tuổi thọ tương đối lớn. Tuy nhiên chúng lại cực kỳ nguy hại cho thận và ví tin bởi vì giá thành rất là cao, thường là vài nghìn đô. Nói chung á là chỉ phù hợp cho sinh viên RMIT hoặc là những công ty lớn mà thôi. DLP hay là Digital Light Processing có nguyên lý tương tự như SLA, nhưng nguồn năng lượng của nó là một chiếc máy chiếu cho phép tạo ra hình dạng của mỗi lớp một cách đồng thời, giúp cắt giảm thời gian in một cách đáng kể. Ở phân khúc phổ thông thì công nghệ mang tên là MSLA hay là LCD được sử dụng phổ biến nhất. MSLA sử dụng nguồn năng lượng là một chiếc đèn UV chiếu xuyên qua một chiếc màn hình LCD có chức năng phân tách ánh sáng theo những hình dạng xác định của mỗi lớp in. LCD có khả năng tạo ra toàn bộ hình dạng của mỗi lớp một cách đồng thời, tương tự như DLP, và chuyển động trong hệ máy LCD thông thường chỉ bao gồm một trục duy nhất là trục Z mà thôi. Ở trong video này thì mình sẽ sử dụng chiếc máy in 3D mang tên là Saturn 4 Ultra. Ngoài trục Z, nó còn có chuyển động nghiêng bể resin với tính năng gọi là Tilt Release Technologies, cắt giảm việc bàn in phải đi lên và nhúng xuống sau mỗi lớp, giúp tối ưu tốc độ in. Đây là một chiếc màn hình sử dụng trong In-Body LCD. Theo đúng nghĩa đen thì chúng là những chiếc màn hình Liquid Crystal Display, có cấu trúc cơ bản là những điểm ảnh chứa tinh thể lỏng có khả năng thay đổi tính phân cực của ánh sáng, khác với các loại màn hình chuyên dụng để hiển thị như là màn hình máy tính hay là màn hình điện thoại. Thì đa số các máy in 3D LCD tại thời điểm 2024 khi mà mình làm video này thì đều sử dụng màn hình monochrome, tức là nó chỉ có khả năng hiển thị được hai màu là trắng và đen mà thôi. Tuy nhiên thì cái điều này nó lại là tối ưu cho In-Body bởi vì tia UV sẽ chỉ phải đi qua một lớp tinh thể lỏng mà thôi. Ở phía trên chiếc màn hình LCD này là một chiếc bể nhằm chứa resin và đáy của nó được làm bằng một tấm phim trong suốt. Tấm phim này thường được gọi là phép phim, được cấu tạo từ fluorinated ethylene propylene cho phép tia cực tím tiếp cận với resin trong bể một cách dễ dàng. Tại thời điểm mà mình làm video này thì các loại phép phim phổ biến có thể nhắc đến đó chính là ACF, N-phép hay là PFA phép và cái phép cơ bản. Trong đó thì mình luôn đề xuất là các bạn nên sử dụng ACF phép phim, mặc dù ACF vẫn có những cái khuyết điểm nhất định, ví dụ như là giá thành rất là cao và ACF phép sẽ để lại những cái hiệu ứng sọc dọc rõ ràng tương đối là khó chịu. Nhưng mà lợi ích nó mang lại thì cũng khá là lớn, như là tuổi thọ cao, giảm thiểu lỗi, đặc biệt là những cái lỗi dính phép. Màn hình LCD và phép phim là những cái vật tư tiêu hao, và sau một khoảng thời gian sử dụng thì các bạn sẽ bắt buộc phải thay thế.
Phụ thuộc vào tuổi thọ thì một chiếc màn hình LCD thường có tuổi thọ từ 2 đến 3 ngàn giờ. Nhưng phần lớn nguyên nhân đến từ các sự cố như là dùng sai công cụ, vô tình cậy mẫu bị dính phép không đúng cách gây lủng phép, tràn resin, hay là quên gỡ mẫu fail có một vật thể lạ vô tình rơi vào bể resin. Giá thành của một chiếc màn hình LCD tương đối lớn và nó chiếm khoảng từ 30 đến 40% giá trị của một chiếc máy in 3D. Thế cho nên là nếu như các bạn mà vô tình chẳng may bước chân vào cái con đường in 3D resin này thì hãy cực kỳ thận trọng khi sử dụng máy in 3D để tránh cái việc là chúng ta phải thay thế màn hình trong suốt thời gian sử dụng. Đi lên trên một chút thì chúng ta sẽ thấy cái mặt bàn in. Đây là cái bề mặt cơ sở để cho những cái lớp in đầu tiên bám vào và từ đó sẽ xây dựng toàn bộ sản phẩm. Đối với đa số các loại máy in 3D trên thị trường thì chúng ta sẽ phải cân bàn khi mới đập hộp, sử dụng 4 hoặc là 2 con ốc ở ngay cái phần giá đỡ của bàn in. Tuy nhiên thì trong video này mình sử dụng Saturn 4 Ultra. Đây là một chiếc máy in 3D được tích hợp khá là nhiều tính năng, trong đó có cái tính năng là cân bàn tự động. Thật ra thì cũng không phải là cân bàn tự động 100%, nhưng mà các bạn sẽ không cần phải thực hiện cái thao tác cân bàn khi mà đập hộp máy. Các bạn chỉ cần bóc các loại tem, đổ resin và chúng ta đã sẵn sàng để in rồi. Tiếp theo, để có thể bắt đầu với in 3D resin thì cái việc quan trọng nhất đó chính là lựa chọn và sắm cho bản thân một chiếc máy in 3D resin. Có thể đây không phải là một chiếc máy in 3D cao, to, đen, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ hôi mùi resin. Tùy thuộc vào một trong ba tư thế: kinh tế. Chúng ta sẽ có đa dạng sự lựa chọn khác nhau đến từ nhiều nhà sản xuất như là Elegoo, Anycubic, Reality hay là Frozen. Trong video này thì mình sử dụng Saturn 4 Ultra, là một chiếc máy in 3D resin có khổ in trung bình mới được Elegoo ra mắt cách đây khoảng 3 tháng và được trang bị khá nhiều tính năng xịn sò trong tầm giá 12 triệu Việt Nam đồng, giúp cho việc tiếp cận với người mới là vô cùng dễ dàng. Mình cũng sẽ lên danh sách các máy in 3D trong tầm giá dưới 10 và từ 10 đến 20 triệu Việt Nam đồng để các bạn có thể tham khảo và lựa chọn. Nhìn chung thì quy trình để tạo ra một sản phẩm in 3D resin sẽ bao gồm: đầu tiên đó chính là chuẩn bị máy và vật liệu. Thứ hai đó chính là chuẩn bị file in sử dụng các phần mềm slicer. Thứ ba đó chính là để máy in. Máy nó in thì mình không làm gì cả, mình đi ngủ thôi. Thứ tư chính là thu hoạch, rửa và sấy mẫu. Và cuối cùng là chúng ta có thể làm nguội và sơn vũ. Như vậy thì ngoài những chiếc máy in 3D thì chúng ta sẽ phải trang bị thêm một số những cái trang thiết bị, trong đó điển hình là cái khâu rửa và sấy mẫu. Ở đây thì các bạn có thể sắm những cái combo rửa và sấy đến từ các nhà sản xuất như là Elegoo, Anycubic hay là Reality. Chúng thì thường sẽ là đi theo combo rửa và sấy, hoặc là một chiếc máy vừa có tính năng rửa vừa có tính năng sấy luôn nha. Ở mức độ phổ thông thì giá thành của chúng sẽ dao động trong khoảng từ 2.5 đến 6 triệu Việt Nam đồng. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng các loại máy rửa siêu âm để tăng hiệu quả và rửa sạch những mô hình có độ phức tạp cao. Trường hợp mà kinh tế của bạn còn eo hẹp, chỉ có đủ tiền mua máy in 3D thôi á, thì các bạn có thể là tạm thời sử dụng cồn công nghiệp và rửa bằng tay. Ở đây các bạn chỉ cần trang bị một cái thùng kín để chứa cồn và trang bị thêm một vài cái bàn chải, có thể là bàn chải đánh răng, để chà nhẹ trong lúc mà các bạn rửa thôi. Các bạn nên sử dụng những cái loại cồn công nghiệp có nồng độ từ 90% trở lên để giúp tối ưu hóa cái thời gian rửa cũng như là cái thời gian phơi mẫu để cho nó khô. Cồn công nghiệp thì có thể được mua từ nhiều nơi như là chợ Kim Bin hay là Shopee, và lưu ý rằng đây là một vật tư dễ cháy, cho nên là các bạn hãy lưu ý bảo quản chúng cách xa nguồn điện, nguồn nhiệt và luôn luôn đậy kín để tránh bay hơi. Về sấy mẫu thì trong trường hợp các bạn chưa đủ kinh tế để mua máy sấy thì mình sẽ chia sẻ một chút là trước đây khi mà mới bắt đầu với in 3D resin thì mình cũng khá là eo hẹp về mặt kinh tế, cho nên là mình đã mượn ánh nắng của trời. Các bạn biết đó, ánh nắng thì nó có rất là nhiều những cái tia cực tím ở trong đó và chúng ta có thể lợi dụng để sấy mẫu in trong trường hợp chúng ta không có đủ tiền để mà mua máy sấy. Các bạn có thể phơi nắng trực tiếp hoặc là phơi dưới cái ánh sáng ở cửa sổ trong khoảng từ 3 đến 5 hoặc là từ 10 phút trở lên để đảm bảo là resin còn bám trên bề mặt của mẫu, có thể được đông cứng một cách hoàn toàn. Cách này nó khá là hiệu quả đối với những cái mô hình lớn, tuy nhiên thì đối với những cái sản phẩm nhỏ hay là những cái chi tiết dài dạng thanh hoặc là tấm mỏng á, thì cái việc mà bạn sấy dưới nắng mặt trời này nó sẽ đem lại những cái hệ quả khôn lường. Điển hình là trước đây khi mà mình sử dụng cái ánh nắng mặt trời để mình sấy những cái chi tiết dạng thanh rất là mỏng, nó sẽ có cái hiện tượng là bị cong vênh do nó chênh lệch cái thời gian sấy giữa hai bên mặt của sản phẩm không có đồng đều. Thì mình sấy bên này rồi lật lại sấy bên kia thì chắc chắn là nó không đồng đều rồi.
Và sau đó thì mình đã sắm một chiếc máy rửa sấy đến từ nhà Anycubic với giá đâu đó là khoảng tầm 2.6 triệu Việt Nam đồng. Hoặc là các bạn có thể trang bị thêm một chiếc đèn UV và chế một cái đế xoay để cho nó xoay mẫu một cách đồng đều và sấy cùng lúc nhiều bề mặt khác nhau mà không có thiên vị bất cứ bề mặt nào cả. Ở đây thì mình có một chiếc đèn này thì mình mua với giá khoảng tầm 600 hay là 700 ngàn gì đó trên Shopee. Các bạn có thể tìm kiếm với cái từ khóa là đèn UV sấy mẫu in 3D. Túm lại thì chúng ta sẽ có 5 cái yếu tố cần phải cân nhắc khi mà lựa chọn một chiếc máy in 3D resin. Thứ nhất đó chính là kinh tế, tất nhiên là có tiền nhiều thì mua máy xịn, tiền ít thì mua máy rộng hơn một chút. Thứ hai đó chính là khổ in, nhu cầu mà bạn in khổ càng to thì nên mua máy to, còn in những cái đồ nhỏ nhỏ thôi thì mua máy nhỏ được rồi. Hoặc là các bạn nếu mà kinh tế eo hẹp muốn in đồ to thì có thể mua máy nhỏ rồi cắt cái mô hình ra thành nhiều mảnh nhỏ, in và lắp ráp lại với nhau sau. Cái yếu tố thứ ba đó chính là tính năng. Máy mà càng có nhiều tính năng xịn sò hiện đại thì chúng ta sẽ càng đỡ phải đau đầu, và khi mà bạn mới tìm hiểu về in 3D thì chúng sẽ giúp cho bạn bớt đi được rất là nhiều những cái tháng ngày nếm mật nằm gai. Thứ tư đó chính là cái tốc độ in. Tốc độ in sẽ quyết định được là cái năng suất mà các bạn có thể tạo ra những sản phẩm của mình, cũng như là giảm cái thời gian chờ đợi đi đáng kể. Có một cái thông số quan trọng của máy in 3D resin đó chính là cái độ phân giải, và một số bạn hỏi mình là độ phân giải có quan trọng hay không, thì thực sự mà nói ở cái thời điểm này thì đa số các máy in 3D đều có độ phân giải ít nhất là 6K hoặc là 8K và thậm chí là 12K, như là Elgato Saturn 4 và Saturn 4 Ultra thì có độ phân giải là 12K. Và thậm chí là có một số máy in 3D đến từ nhà Creality hoặc là Anycubic sẽ có độ phân giải lên tới 14K. Nhưng mà thực sự mà nói thì ở cái độ phân giải là 6K hoặc là 8K thì nó đã rất là nét rồi, và chúng ta sẽ rất khó để có thể nhận biết được bằng mắt thường. Trừ khi là các bạn in những cái sản phẩm nó cực kỳ nhỏ, có cái kích thước nanomet và các bạn phải ngắm nhìn bằng kính hiển vi hay là những cái thiết bị quan sát nào đó thôi. Thế cho nên hãy lựa chọn dựa trên cái kinh tế và cái nhu cầu về khổ in trước đã nha. Và cái điểm thứ năm là các bạn không nên mua máy cũ. Máy cũ thì nó sẽ rẻ nhưng mà nó cũng đi kèm với những cái khuyến mãi như là lỗi lặt vặt nè, màn lủng phép trùng vân vân và mây mây. Thế cho nên là ở cái mức độ newbie thì các bạn nên loại bỏ những cái yếu tố gây hư hại sản phẩm đến từ máy móc. Và đặc biệt là khi mà các bạn mua máy mới thì còn nhận được cái sự hỗ trợ đến từ cái đội ngũ kỹ thuật của những cái nhà phân phối. Về vật liệu thì chúng ta có thể tìm thấy rất là nhiều những cái loại resin dành cho in 3D trên thị trường đến từ nhiều nhà sản xuất khác nhau, như là Anycubic, Elgato, Creality, Frozen và Zamhe vân vân. Với giá thành của chúng có thể dao động tùy thuộc vào cái phân khúc và cái ứng dụng đặc thù của mỗi loại resin này nha. Ở mức độ cơ bản thì các bạn có thể là sử dụng cái resin standard, resin tiêu chuẩn, thì nó là một cái loại resin cũng khá là dễ in với giá thì cũng không quá cao. Thông thường là sẽ khoảng tầm 350 đến 400 ngàn Việt Nam đồng cho 1 lít resin cơ bản. Tuy nhiên thì nó lại khá là giòn và dễ gãy. Những cái loại resin mà mình thường dùng và đề xuất là các bạn nên sử dụng đó chính là cái loại Art Engineering hoặc là cái loại ABS Line, thì chúng sẽ có những cái độ dẻo dai nhất định và có khả năng chịu lực tương đối, cơ tính cũng tốt hơn hẳn so với resin cơ bản. Giá thành của chúng thì sẽ cao hơn một chút. Ngoài ra thì các bạn có thể pha trộn những cái loại resin cao cấp với resin cơ bản, resin tiêu chuẩn để tăng cái độ dẻo dai và giảm độ giòn đi ở nhà. Các bạn nên mua những cái loại resin có thương hiệu rõ ràng, có xuất xứ rõ ràng. Ví dụ như là của Elgato này, của Anycubic, của Creality, Essence hay là của Zamhe. Bởi vì chú ý là cái resin này nó là một trong những vật liệu nguy hại. Resin có khả năng gây kích ứng nếu như tiếp xúc trực tiếp qua da. Nếu như mà bạn sở hữu một làn da nhạy cảm thì rất có khả năng là sẽ bị nổi mẩn đỏ, ngứa, và về lâu dài thì một số nghiên cứu còn cho rằng có thể gây ung thư da. Ít nhất thì các hãng sản xuất resin uy tín sẽ có khả năng cung cấp các tài liệu về an toàn, thông số in và datasheet đầy đủ để chúng ta tham khảo, cũng như phòng tránh khi cần. Trong quá trình thao tác với resin và máy in 3D resin thì các bạn hãy ghi nhớ là luôn mang găng tay cao su. Loại găng tay mà mình đề xuất các bạn nên sử dụng đó chính là găng tay y tế có gốc cao su nitro. Chúng có giá thành khoảng từ 70 đến 90 ngàn cho một hộp 100 đôi. Lưu ý là các loại găng tay làm từ cao su latex sẽ không hiệu quả và rất dễ bị rách nếu tiếp xúc với resin và cồn công nghiệp. Các bạn cũng có thể trang bị những loại găng tay cao su kháng hóa chất, và những cái loại găng tay này thường sẽ có thể dùng được nhiều lần. Chúng khá là dai và dày, đảm bảo an toàn cho đôi tay của bạn. Giá thành cho một đôi bao tay này rơi vào khoảng từ 30 đến 50 ngàn Việt Nam đồng. Resin còn là một cái nguồn phát thải VOC tương đối lớn.
Do trạng thái ban đầu là lỏng nên chúng rất là dễ bay hơi và xâm nhập vào cơ thể con người thông qua đường hô hấp và gây ra những căn bệnh có tác hại lâu dài. Theo American Lung Association, VOC có tác hại lớn cho mắt và da, gây ra các bệnh liên quan đến đường hô hấp như là mũi, cổ họng. Nếu như các bạn tiếp xúc với VOC thường xuyên trong thời gian dài còn có thể gây nhức đầu, thậm chí nặng nề hơn là các cơ quan bị suy yếu dần và hư tổn. Hãy thiết lập một không gian in thoáng khí, bố trí quạt thông gió hoặc là gần cửa và duy trì luồng không khí được lưu thông liên tục. Nếu như mà gia đình bạn có người già hoặc là con nhỏ thì hãy nghe lời khuyên của mình, tuyệt đối đừng có nên tiếp cận với cái món đồ chơi độc hại này. Trừ khi là các bạn có thể sắp xếp được cái không gian sử dụng máy in 3D một cách riêng biệt và cách ly được với những cái hoạt động thường ngày của gia đình bạn. Như đã đề cập, ngoài cái việc hết tiền thì mùi của resin cũng có thể là một cái nguyên nhân khiến cho mình thường xuyên bị đau đầu. Thế cho nên là khi sử dụng máy in 3D và thao tác với cái sản phẩm in 3D resin, mình thường sẽ đeo khẩu trang. Nếu như có điều kiện thì các bạn còn có thể trang bị những loại mặt nạ phòng độc để hạn chế tác động của resin và VOC. Một cái vật phẩm nữa mà mình nghĩ là cần thiết đó chính là kính bảo hộ để tránh cho resin vô tình bắn vào mắt. Trong trường hợp bạn đeo kính cận hoặc kính viễn thì có thể châm chước bỏ qua hoặc là mua các loại kính bảo hộ lớn cho người đeo kính cận. Các loại kính bảo hộ này cũng có giá khá là mềm, chỉ khoảng từ 60.000 Việt Nam đồng là các bạn có thể sở hữu một cặp kính bảo hộ khá là tốt rồi. Đa số những cái vật tư tiêu hao trong in 3D resin đều có thể lỏng, cho nên là cái bộ môn này nó cực kỳ nhớp nháp. Các bạn nên trang bị thêm một số các khay inox, loại mà mình sử dụng là khay đựng thức ăn, giá thành dao động trong khoảng từ vài chục đến hơn 100.000 cho mỗi khay, tùy thuộc vào kích thước. Lý do mà mình dùng khay inox vì chúng dễ vệ sinh, không bị ăn mòn và trông cũng khá là chuyên nghiệp. Các bạn nên có một khay chung để phơi khô mẫu, một khay gỡ mẫu, một khay đựng các loại phế phẩm như là support, giấy và một chiếc khay để hứng resin khi tháo bàn in ra khỏi máy. Một cái điều nên tránh khi mà bố trí không gian đặt máy đó chính là tránh những cái nơi mà có nguồn sáng chiếu trực tiếp, thường là cửa sổ hay là cửa ra vào. Tia UV là cái khởi nguồn để cho máy hoạt động nhưng cũng là kẻ thù của resin. Mà trong ánh sáng tự nhiên thì lại có quá nhiều tia UV. Những cái tia UV này có thể vô tình khiến cho resin trong bể bị đông cứng một cách thụ động và các bạn hoàn toàn không thể nào kiểm soát được cái quy trình đông cứng này, khiến cho máy không thể hoạt động một cách ổn định và đúng đắn được. Trong trường hợp mà các bạn muốn lợi dụng cái khả năng thoát khí của cửa sổ hay là cửa ra vào thì hãy trang bị thêm những cái màn hoặc là rèm cửa đủ dày để ngăn cách ánh sáng tự nhiên chiếu trực tiếp vào trong cái khu vực in 3D của bạn. Khu vực gỡ mẫu và đặt máy in thì cũng nên có khoảng cách nhất định để tránh cho việc có một vài miếng support hay mảnh vỡ đã đông cứng bay vào trong bể resin. Điều này sẽ khiến cho màn hình bị thọt một vài điểm ảnh khi mà các bạn in những cái mẻ tiếp theo. Hoặc là các bạn hãy ghi nhớ là luôn luôn đóng nắp sau khi lấy bàn in ra khỏi máy trước khi gỡ mẫu. Ngoài ra thì hãy trang bị một bịch khăn giấy tại khu vực in và xử lý mẫu để có thể lau chùi một cách kịp thời. Mình thường sử dụng khăn giấy rút như thế này. Loại khăn giấy này khá dễ để có thể tìm thấy trên các sàn thương mại điện tử với mức giá chỉ từ 30.000 cho một bịch mà thôi. Cũng tương đối dai và dễ sử dụng. Không nên dùng giấy vệ sinh rẻ tiền bởi vì chúng rất là dễ rách và bám vào bề mặt mẫu hay là bàn ghế thay vì giúp chúng ta lau sạch resin. Tổng kết lại, ngoài việc trang bị chiếc máy in 3D và những cái thiết bị để rửa và sấy thì các bạn còn phải trang bị thêm một vài vật dụng cơ bản. Một là khẩu trang y tế hoặc là mặt nạ phòng độc. Hai là găng tay y tế, ghi nhớ là gốc nitro hoặc là găng tay cao su chống hóa chất. Ba là kính bảo hộ. Bốn là các loại khay. Năm là khăn giấy có độ dai cao. Và sáu là những cái dụng cụ gỡ mẫu, hãy luôn đặt chúng ở gần khu vực làm việc. Đồng thời chúng ta sẽ có một vài những cái nguyên tắc cơ bản mà các bạn nên ghi nhớ để giúp cho cái quá trình tiếp cận với in 3D resin được dễ dàng hơn. Thứ nhất đó chính là luôn luôn sử dụng các trang bị bảo hộ. Thứ hai là tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào khu vực in 3D resin. Thứ ba đó chính là bố trí khu vực in 3D một cách thông thoáng hoặc là trang bị những cái loại quạt thông gió phù hợp. Ghi nhớ là khu vực in và cái khu vực mà bạn gỡ mẫu phải có cái khoảng cách hoặc là có che chắn để đảm bảo là không có những cái mảnh vỡ rơi rớt vào trong bể resin. Thứ năm là luôn luôn thận trọng và đề cao cảnh giác nha. Thứ sáu đó là tuyệt đối không được bỏ rác resin chung với những cái loại rác sinh hoạt. Và thứ bảy đó chính là luôn luôn sắp xếp cái khu vực in thật là gọn gàng. Ok, như vậy là bạn đã bố trí xong không gian in và đã cài đặt sẵn sàng máy in 3D. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần đổ resin vào bể và bây giờ thì ngồi vào máy tính và mở phần mềm slicer lên để chuẩn bị bản in mà thôi.
Trong video này thì mình sẽ sử dụng phần mềm G2Box Pro. Khi mà các bạn mua máy in 3D Saturn 4 Ultra thì sẽ được tặng một cái thẻ license dành cho G2Box Pro có thời hạn là 3 tháng, và mình đang sử dụng phần mềm này, cảm thấy rất là tiện lợi. Sau 3 tháng, nếu như các bạn cảm thấy như là cái phần mềm này nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của bạn thì các bạn có thể mua và trang bị những cái gói license lâu dài hơn. Ngoài ra thì mình cũng sẽ đăng tải những cái video hướng dẫn chi tiết cho G2Box Pro và G2Box Basic. Thì G2Box Basic là một cái phần mềm cũng của G2Box, nhưng mà nó là cái phiên bản miễn phí, và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái phần mềm miễn phí này để có thể in 3D một cách mượt mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Các bạn có thể tải về những phần mềm này và cài đặt thông qua những cái đường link mà mình để trong phần mô tả của video. Sau khi cài đặt và mở phần mềm thì thao tác đầu tiên đó chính là chọn cái loại máy in 3D mà chúng ta đang sử dụng. Ở đây thì mình sẽ chọn là Saturn 4 Ultra. Tiếp đến là mở mô hình 3D mà các bạn muốn in. Nếu như mà mới tìm hiểu thì các bạn có thể là chưa biết rằng ngoài kia có rất là nhiều những cái nền tảng chia sẻ những mô hình in 3D hoàn toàn miễn phí. Ví dụ như là MakerWorld, MyMiniFactory, Printable hay là Thingiverse. Ngoài ra thì cũng có những cái mô hình in 3D chất lượng cao được bán với mức giá từ vài đô la đến vài trăm đô la trên những cái nền tảng như là Curve3D, CGTrader hay là MyMiniFactory cũng có luôn nha. Để chạy thử bản in đầu tiên, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng file có sẵn trong thẻ nhớ khi đập hộp. Thường sẽ là file in quân xe trong bộ cờ vua như thế này. Tuy nhiên thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một file 3D nào đó theo đúng sở thích để phá zin chiếc máy in 3D của bạn. Quay lại slicer, khi mở file 3D thì các bạn có thể phóng to, thu nhỏ mô hình, di chuyển mô hình trong không gian 3D, và quan trọng nhất là chúng ta cần lựa chọn hướng in cho phù hợp. Có thể sử dụng công cụ đề xuất hướng in của phần mềm tùy thuộc vào đối tượng in. Thường thì mình sẽ đặt nghiêng một góc từ 20 đến 30 độ so với phương ngang, hoặc là đối với những chi tiết cần cái độ chính xác cao về mặt kích thước thì mình thường sẽ đặt song song hoặc là tiếp xúc với mặt bàn in để lấy cái mặt bàn in làm chuẩn luôn. Sau một khoảng thời gian đắm mình trong bể resin, kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của bạn có thể tăng cao và hoàn toàn có thể tự tin xác định hướng in đúng đắn dựa trên góc nhìn cá nhân. Đối với những cái mô hình trang trí hoặc là những cái mẫu thử mà không cần độ bền và cơ tính cao thì các bạn có thể làm rỗng sản phẩm để tiết kiệm một lượng lớn resin. Khi mà các bạn làm rỗng thì sẽ có một cái thông số gọi là bề dày thành. Bề dày thành thì sẽ được xác định dựa trên những cái nhu cầu sử dụng đặc thù. Tuy nhiên thì các bạn cũng không nên setup cái bề dày thành này nó quá mỏng. Thông thường thì mình sẽ set trong khoảng từ 1 đến 1.6mm và đôi khi là sẽ set thêm infill trong khoảng từ 10 đến 20%. Một khi mà các bạn đã làm rỗng mô hình rồi thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải đục lỗ. Ở đây thì tối thiểu là các bạn phải đục hai lỗ, một lỗ ở phía trên ở cái điểm cao nhất và điểm thấp nhất của mô hình. Mục đích là tạo đường để cho không khí đi vào và đi ra, và tạo đường cho vật liệu có thể thoát ra khỏi sản phẩm trong suốt quá trình in cũng như là sau khi in. Lưu ý là nếu như các bạn không đục lỗ thì có khả năng là resin còn thừa sẽ nằm bên trong sản phẩm và rất khó để vệ sinh. Sau một khoảng thời gian sử dụng thì nó sẽ tạo ra những cái ứng suất dư nằm bên trong, khiến cho sản phẩm của bạn bị nứt vỡ và chảy cái lượng resin này ra bên ngoài. Lúc đó thì chúng sẽ rất là hôi và rất là khó chịu. Cái lỗ ở vị trí cao hạn chế cái hiệu ứng gọi là chiếc ly úp ngược, hay còn được gọi là bẫy áp suất. Hãy thử tưởng tượng khi mà bạn úp một chiếc ly vào trong một cái khay nước á, thì các bạn dỡ ra sẽ cần phải tác dụng một cái lực tương đối để có thể nhấc chiếc ly này lên. Và đối với in 3D resin thì cũng như vậy. Trong trường hợp mà bạn không đục lỗ ở phía đáy của cái ly á, thì chắc chắn là cái sản phẩm của bạn nó sẽ bị dính vào bể resin do cái bẫy áp suất này. Và khi mà các bạn có đục lỗ thì không khí nó có thể đi vào và cân bằng áp suất bên trong và bên ngoài của sản phẩm, giúp cho quá trình in 3D được dễ dàng, tránh những cái lỗi như là rớt mẫu hay là bị một vài những cái vết rách khó chịu nằm trên bề mặt của mẫu. Những chiếc lỗ này thì sẽ có thể được bịt lại bằng những cái nút mà khi mà các bạn đục lỗ nó sẽ có cái lựa chọn là keep hold để các bạn giữ lại và in ra những cái nút này, và sau đó thì đẩy cái lỗ này lại và làm mịn bề mặt sản phẩm sau khi in. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải cắm support. Ở mức độ cơ bản thì các bạn hoàn toàn có thể dựa trên những cái công cụ cắm support tự động của G2Box, chúng khá là đáng tin cậy. Và tin mình đi, trước giờ thì mình cắm support tự động thì cảm thấy rất là tin cậy nha. Tuy nhiên thì đối với những cái mô hình có độ phức tạp cao, các bạn sẽ phải cắm thêm những cái loại support khác nhau. Ở đây thì mình sẽ có 3 loại support là light, medium và heavy, tương ứng với cái kích thước support tăng dần, đồng nghĩa với việc là những cái cây support này nó sẽ đứng vững vàng hơn và giữ mẫu chắc
chắn hơn. Đôi khi là các bạn có thể kết hợp giữa light support và cắm thêm một vài cây support medium và heavy ở những cái vị trí nguy hiểm, chủ chốt để đảm bảo là mô hình có thể được đứng vững và không bị rớt. Sau khi đã cắm support xong thì cái công việc còn lại chỉ là bấm slide và chuẩn bị in thôi. Ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể dựa vào cái thông số mặc định của phần mềm Chitobox và không cần phải chỉnh sửa gì cả, trừ khi mà các bạn sử dụng những cái loại resin quá đặc biệt. Sau khi slide xong thì bước cuối cùng là đưa file vào máy. Ở đây thì mình đang slide cái mô hình của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và thời gian cho nó là khoảng hơn 6 giờ và hơn 100 gram nhựa. Có hai phương án để các bạn có thể gửi cái file này vào trong máy in 3D. Cái thứ nhất đó chính là các bạn sẽ lưu vào trong USB và cắm USB vào trong máy để bắt đầu in. Và ngoài ra thì các bạn có thể gửi file qua cái mạng không dây. Đối với Saturn 4 Ultra thì chúng ta có thể sử dụng T2 Manager để gửi file qua chiếc máy in 3D mà mình để ở dưới lầu. Ngoài ra thì với Saturn 4 Ultra chúng ta còn có một cái camera AI để có thể quan sát trong quá trình in cũng như là ghi lại cái video timelapse. Tuy nhiên thì ở cái mức độ khi mà các bạn mới mua về thì nó khá là tối và khá là thiếu sáng. Thế cho nên các bạn có thể trang bị thêm một chiếc đèn LED ở bên trong máy để có thể quan sát và quay video timelapse rõ ràng hơn. Ok, sau khi mà ngủ trưa một giấc và thức dậy thì máy đã báo in xong. Và bây giờ là tới cái bước thu hoạch sản phẩm. Trong bước này thì hãy nhớ đeo khẩu trang và đeo găng tay, hoặc là trang bị thêm cái kính bảo hộ để đảm bảo là không có resin nó dính vào mắt hay là dính vào da của bạn nha. Với Saturn 4 Ultra, khi mở nắp lên và gỡ mẫu, chúng ta sẽ cần phải gắn cái khay đen đen mỏng mỏng này vào để tránh cho resin rơi rớt lung tung. Mình có thiết kế một chiếc tay cầm để cải thiện độ bám khi cầm bàn in, cũng như có một cái móc nghiêng để cho bàn in một góc nhỏ nhằm hứng resin trên mặt bàn và giữ khe hở của mặt bàn. Các bạn có thể tải về file 3D trên Maker World hoặc thông qua link trong phần mô tả của video. Mình đề xuất là sử dụng vật liệu PETG vì chúng khá là bền, có cơ tính tốt và còn kháng được cả hóa chất. In thành dày từ 1.6 đến 2mm và in fill từ 30 đến 40%. Trong trường hợp mà các bạn không có máy in 3D FDM thì link mua hàng mình có để trong phần mô tả của video. Khi mà treo nghiêng cái mặt bàn và chờ trong khoảng từ 5 đến 10 phút cho resin nó chảy hết xuống dưới bể và hứng được một lượng lớn resin rồi thì chúng ta tiến hành lấy bàn in ra khỏi máy và chúng ta sẽ tới cái trạm để gỡ mẫu. Setup cơ bản của mình thì có một chiếc khay và mình lợi dụng luôn cái nắp của bình cồn, lót một mảnh giấy vệ sinh và dùng chiếc xẻng thép đi kèm với máy để cậy mẫu. Cậy mẫu xong thì chúng ta có thể dùng xẻng thép để làm sạch toàn bộ mảnh bám resin đã đông cứng trên bề mặt bàn và dùng khăn giấy để lau sạch, rồi gắn lại mặt bàn vào máy, khóa bàn để sẵn sàng cho những máy in tiếp theo. Công việc kế tiếp là rửa mẫu. Setup của mình sẽ bao gồm hai bình cồn công nghiệp, một bình cồn khá dơ và một bình cồn thì hơi dơ một chút. Tương ứng với cái lượt rửa thứ nhất và thứ hai, lượt cuối cùng thì mình sẽ dùng bình xịt cồn tinh khít để đảm bảo không còn resin bám trên bề mặt mẫu. Ở bước này thì chúng ta có thể gỡ support luôn. Khi chưa được sấy thì các thanh support khá là mềm và dễ gỡ. Sau khi sấy xong rồi thì chúng sẽ trở nên cứng ngắc và rất khó để gỡ ra khỏi sản phẩm. Trường hợp mà support quá dày và quá cứng thì các bạn có thể sử dụng máy sấy tóc hoặc là một chiếc máy khò để làm nóng phần support, sẽ khiến cho chúng mềm ra và dễ gỡ hơn. Có một số sản phẩm khuyến cáo là không nên gỡ support trước khi sấy, thường là các mô hình có bề mặt rộng, mỏng và dài. Hoặc là chi tiết dạng thanh, chúng ta sẽ cần giữ lại support để đảm bảo sản phẩm không bị cong vênh và biến dạng trong quá trình sấy UV. Sản phẩm sau khi rửa sẽ được đặt vào khay bên cạnh, các bạn có thể trải một tờ khăn giấy để thấm cồn cũng như giữ cho không gian làm việc sạch sẽ hơn. Với các mô hình được làm rỗng, hãy lưu ý là phải rửa thật sạch cả bên trong. Sau đó đặt mẫu sao cho có ít nhất một lỗ nằm lên bề mặt khăn giấy, giúp toàn bộ lượng dung dịch còn lại bên trong mẫu chảy ra ngoài. Chờ cho mẫu khô trong vòng khoảng từ 15 đến 30 phút, hoặc là các bạn có thể trang bị thêm những cái loại quạt để giúp cho cái luồng không khí lưu thông và giảm thiểu cái thời gian chờ. Cuối cùng là chúng ta cần phải sấy sản phẩm dưới tia UV trong khoảng từ 5 đến 10 phút, tùy thuộc vào khuyến nghị của nhà sản xuất resin. Với một số loại resin như màu trắng và màu trong thì sấy càng lâu chúng sẽ ngã vàng và đa số các loại resin cơ bản sẽ trở nên giòn hơn khi thời gian sấy UV tăng lên. Đối với resin dăm he, các bạn có thể tham khảo theo datasheet của nhà sản xuất, link mình để trong phần mô tả của video. Sau khi đã sấy và gỡ support xong thì chúng ta đã có một cái sản phẩm tương đối hoàn thiện rồi.
Thế nhưng những cái bề mặt mà có support thì chúng sẽ rất là xấu xí, vẫn còn những cái vết của support giống như là mụn như thế này. Các bạn có thể dùng giấy nhem nước và chà chung với nước để hạn chế bụi resin làm mịn các bề mặt mọc mụn lỗ chỗ này. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, chúng ta có thể có nhiều hướng để sơn phủ khác nhau. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về sơn mô hình ở trên YouTube hoặc là những cái group để mà sơn mô hình. Mình thì không chuyên về sơn mô hình lắm. Ở đây thì mình thường xuyên là sơn những cái prototype của sản phẩm, và mình thường sử dụng cái sơn Samurai, sơn loại xịt dùng cho xe máy á. Cái loại sơn này thì thường có giá khoảng từ 60 đến 80 ngàn cho một bình, có thể mua được ở những cái cửa hàng sơn hoặc là những cái cửa hàng ở trên Shopee. Ngoài ra, với những cái mô hình dạng figure như thế này thì bên mình có một bạn sơn rất là đẹp. Cái này là sản phẩm của bạn ấy, và sơn này thì các bạn có thể tham khảo ở trên cái shop là DMT Shop. Như đã đề cập thì resin là một cái vật liệu nguy hại không chỉ cho con người mà còn cho môi trường. Vậy cho nên là chúng ta sẽ cần phải xử lý rác thải resin một cách đúng đắn. Khi mà resin đã hóa cứng thì chúng sẽ an toàn và thân thiện, chứ nó sẽ không còn nguy hại như lúc còn ở thể lỏng. Do đó thì các loại rác thải trong quá trình in 3D resin có thể được xử lý bằng cách là phơi dưới ánh nắng mặt trời hoặc là dưới những cái đèn UV. Trong trường hợp mà trời mưa lin min thì các bạn có thể trang bị cái đèn UV mà mình có đề cập trong phần trước đó của video, và có thể sấy trong nhà cho qua mùa mưa bão. Cái thứ mà kinh dị nhất mà các bạn phải xử lý trong quá trình sử dụng máy in 3D resin đó chính là cái bình cồn. Sau một khoảng thời gian sử dụng thì cái bình cồn này nó sẽ bị bão hòa resin, tức là hàm lượng resin ở trong cái cồn này nó tăng lên rất là nhiều. Khi đó thì các bạn càng rửa thì cái resin nó bám vào mẫu của bạn nó càng nhiều, chứ nó không có sạch đi được tí nào hết á. Tương tự như là resin thông thường thì cái resin nằm trong cái bể cồn này nó cũng có thể được phá cứng bằng cách chiếu tia UV vào. Mình thường sẽ phơi cái bình cồn này dưới ánh nắng mặt trời trong khoảng từ 2 đến 3 ngày. Và trong quá trình phơi thì sẽ dùng những cái xẻng sắt để có thể gãy cái resin nó bám trên cái bề mặt thành của cái bể resin. Và khi mà phơi này thì mình sẽ thường sẽ đậy nắp để tránh cho cái việc cồn nó bị bay hơi. Sau khi mà phơi được khoảng 2-3 ngày thì các bạn sẽ nhận thấy được cái hiện tượng là có một đống thạch rau câu, thường thường là màu trắng hoặc là màu xám, màu đen gì đó. Nó sẽ tùy thuộc vào cái màu của resin. Và các bạn sẽ có thể lọc cái phần cồn ở phía trên, nó nổi ở bên lên trên. Các bạn có thể lọc và tái sử dụng, dùng cho cái nước rửa đầu tiên. Còn cái phần rau câu ở bên dưới thì chúng ta sẽ đựng vào những cái khay có kích thước lớn để đảm bảo là cái diện tích tiếp xúc với ánh nắng của cái lượng resin này nó lớn, và chúng ta tiếp tục phơi nắng. Còn lúc này nó sẽ bị bay hơi và cái resin thải này nó sẽ được hóa cứng hoàn toàn. Tuy nhiên thì nó sẽ có hiện tượng là hóa cứng bề mặt trước, cho nên các bạn hãy lưu ý là phải đảo kỹ cái đống rau câu này trước khi mà chúng đã đông cứng hoàn toàn, và chúng ta có thể dục vào những cái thùng rác sinh hoạt như thông thường. Ngoài ra thì các bạn còn có thể trang bị những cái loại máy chưng cất, và nguyên lý hoạt động của chúng thì dựa trên cái việc là đun sôi để cho cồn bay hơi và ngưng tụ vào một cái bình chứa khác. Như vậy thì cái nguyên lý này nó hoạt động rất là hiệu quả, và cái độ tinh khiết của cồn mà các bạn thu được nó sẽ cao hơn hẳn so với cái việc là mình phơi nắng rồi mình đem lọc lại. Không biết là các bạn đã buồn ngủ chưa, chứ mình thì buồn ngủ lắm rồi. Video đến đây là kết thúc, và nếu như các bạn có thêm những cái mẹo nào hữu ích dành cho những người mới tìm hiểu về in 3D resin thì hãy comment bên dưới để chúng ta cùng thảo luận và đem lại những cái góc nhìn khác nhau cho những bạn nào mới tìm hiểu về in 3D resin, cũng như là giúp cho các bạn có thể tiếp cận với cái món đồ chơi này một cách mượt mà hơn. Trong video này thì mình sử dụng chiếc máy in 3D Elego Saturn 4 Ultra mới được Elego ra mắt trong khoảng 3 tháng trở lại đây. Và đây thực sự là một chiếc máy in 3D được trang bị rất là nhiều những cái tính năng xịn sò, bắt nhịp với thời đại và cực kỳ phù hợp cho những người mới tìm hiểu về in 3D. Các bạn có thể tham khảo video review của chiếc máy in 3D này mình đã làm cách đây ít lâu. Và chẳng may nếu như các bạn quyết định đến với cái con đường in 3D resin và đưa ra quyết định là xuất quỹ đen để mua chiếc máy in 3D này vì in đồ chơi cho mấy đứa con, thì hãy sử dụng đường link affiliate của chúng mình. Điều này sẽ giúp đỡ chúng mình có thêm một cái nguồn kinh phí để có thể tiếp tục duy trì kênh cũng như làm ra những cái video chất lượng hơn, chi tiết hơn trong tương lai. Và cuối cùng đừng quên like và share nếu như video này hữu ích cho bạn, bởi vì giải thuật của YouTube sẽ ưu tiên những video có lượt like cao, giúp cho chúng có thể được phân phối và tiếp cận với nhiều người có cùng đam mê. Và hãy đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung mà chúng mình sẽ ra mắt trong thời gian tới.